Xin chào quý bà con và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về tốc độ lớn của cái bầy heo 12 con của mình ăn cám nhà tự sản xuất nữa. Đợt vừa rồi gần nhất mình quay cái bầy heo này là hôm bữa là ngày 3 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là hôm nay là ngày 10, tức là được 7 ngày. Bữa giờ mình quay được 7 ngày. Mà hôm bữa là mình tính trọng lượng của nó là lên con nhỏ là được 91, con lớn là con nhỏ là 99, con lớn là 109 rồi. Vậy là mình nói cái số ký của một vài con nhỏ là 99, còn số con lớn là 109, thì hôm nay được 7 ngày nữa thì mình sẽ cộng thêm 7 ký nha. Đáng lý là nó lớn hơn, nhưng mà mình tính từ lúc ba mấy ký cho đến giờ là đổ đồng mỗi ngày lên ký, lúc nhỏ nó lên mấy lạng mình cũng tính ký luôn, cho nên bây giờ mình cũng tính ký luôn để bù qua bù lại. Thì hôm bữa giờ 7 ngày thì lên 7 ký. Thì con lớn bây giờ hôm bữa là 99 thì giờ sẽ được 106 là con nhỏ, còn con lớn hôm bữa 109 thì giờ thêm 7 nữa thì 116. Vậy là 100 106 và 116. 106 và 116 thì sang cả qua lại thì nó là khoảng 181. 81. 81 hoặc là 111 12 kg gì đó một con. Nhưng mà mình nói là bầy heo này của mình á là 4 tháng rưỡi xuất chuồng thì nó sẽ được đổ đồng từ 1 tạ 2 ăn lên. Thì quý bà con cứ theo dõi để coi ít bữa nữa mình cân nha. Còn có hôm nay ngày 10, còn có 4 ngày nữa là đủ 4 tháng 15 ngày. Thì để mình cân thử coi đổ đồng có được tạ 2 không nha. Thì còn có mấy ngày nữa mình nuôi cho nó đủ 4 tháng rưỡi để mình cân luôn. Để mình lỡ hứa cái video này mình làm 4 tháng rưỡi rồi thì mình sẽ nuôi đủ đủ 4 tháng rưỡi để mình cân luôn cho dễ dễ theo dõi, dễ tính để bà con dễ dễ biết. Thì cái bài này á là không phải là tốc độ lớn nhất đâu nha. Tại vì tất cả quý bà con mà theo dõi mình thường xuyên á thì cũng biết là bầy này và cái bầy kế bên của mình là lúc nhỏ, lúc mà Noel năm 2023 là nó bị tiêu chảy suốt một tuần. Là hai bầy bị tiêu chảy suốt một tuần, cho nên là sau này tốc độ lớn của nó cũng không có mạnh bằng những cái bầy heo mà không bị tiêu chảy nha. Noel vừa năm 2023 là mình cũng hơi chủ quan tí cho nên nó bị lạnh thì nó tiêu chảy mình mua thuốc dưới quê uống thì nó lại không cầm, mình đổi qua đổi lại cho đến tuần luôn thì mình mới chuyển thuốc từ Hà Nội về thì mình đưa nó uống, mình điều trị cho nó thì nó mới cầm, thì hết một tuần. Thì cái video này mình cũng chia sẻ thêm cho quý bà con là về thắc mắc của tất cả các bạn và quý bà con, nói chung là cùng có một thắc mắc giống y nhau hết, là nói tại sao mà mình chia sẻ trên mạng á là bà con và các bạn người ta cộng lại, người ta cộng sơ lại thì giá thành nó cũng ra 10.000 hoặc là 10.200, 10.300 rồi, mà sao mình nói có lúc thì mình nói 9.000, có lúc mình nói 9.500 hoặc 10.000. Thì mình nói 10.000 á là giá khiêm tốn rồi nha. Còn nếu mà cộng chi tiết theo cách tính của mình thì nó nằm tầm cỡ 9.200 thôi, 9.200, 9.300, nếu nguyên liệu cao nữa thì 9.400 thôi. Tại vì mình chưa cộng cái phần trăm độ ẩm vô nha. Tại vì cám viên nào cũng vậy, cám viên công ty cũng vậy, cám viên nhà mình làm vậy, lúc nào nó cũng có độ ẩm trong đó. Cám viên công ty á thì người ta có qua một cái công đoạn gọi là công đoạn hồ hóa để làm cho không khí, người ta bao bao bọc bởi cái viên cám viên. Vì sao viên cám viên nó bóng? Nó phải qua một công đoạn hồ hóa viên cám viên lại, có nghĩa là nó phun một cái lớp lớp bóng lên trên cái băng tải chạy xuyên qua chỗ đó thì nó sẽ phun lên, thì làm cho viên cám viên viên nó phủ một lớp bóng lại để cho không khí không lọt vào bên trong để người ta sử dụng được 2 tháng. Cho nên cái đó gọi là công đoạn công nghệ hồ hóa, thì nó giữ lại được độ ẩm bên trong viên cám mà viên cám không bị mốc. Thì độ ẩm của nó sẽ tăng trọng lượng hơn so với mức tất cả những nguyên liệu mình gom lại mình trộn nha. Cũng như của mình đợt vừa rồi mình làm một mẻ cám 5 tạ đi.
thì mình bỏ hết tất cả là từ 55 đến 60 chục lít, là lúc đó lít đó là men tỏi và mật rỉ đường và nước nữa, thì nó sẽ nặng khoảng 50 kg. 50 kg thì mình sẽ làm cho nó bốc hơi khoảng chừng 10 kg thôi, còn 40 kg độ ẩm nó còn lại trong đó. Đó thì mình làm một mẻ cám, từ đó giờ là mình, bà con và các bạn không biết là trong cám nó có độ ẩm nha, độ ẩm đó là độ ẩm của men nó giữ lại, thì cám nó có độ ẩm của men, mình làm cám có độ ẩm của men thì nó mới nuôi cám và nó thơm cám và nó mới 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 bóng mướt con vật nuôi và kích thích thèm ăn, kích thích hồng da bóng lông và kích thích tiêu hóa, với lại tăng sức đề kháng, là cái độ ẩm đó là độ ẩm của men, nó sẽ tốt cho con vật nuôi thì nó sẽ nặng ngay chỗ đó nữa. Nếu quý bà con và các bạn cộng thêm cái độ ẩm đó nữa thì giá thành nó sẽ hạ xuống còn 9.200, 9.300, hoặc có lúc nguyên liệu cao thì lên 9.400, còn nguyên liệu xuống thấp một tí thì 9.000 hoặc 9.100 đó, thì mình phải cộng nguyên liệu vào. Còn nếu quý bà con mà muốn cho cám của mình nó đạt khoảng lúc nào cũng 9.000 hoặc là 8.800, 8.900 thì cũng dễ thôi chứ không có gì khó hết, nhưng mà chất lượng nó vẫn y như vậy luôn, không thay đổi. Thì nếu quý bà con muốn cái cám của mình mà chất lượng y vậy luôn mà giá cả lại nó lại tụt lại còn 8.800 hoặc là 9.000 thì quý bà con nhà ai cũng chăn nuôi là cũng có đất hết, mình trồng khoảng 5-10 bụi chuối, chuối mà chuối lùng á, gọi là chuối tiêu á, ngoài Bắc người Bắc người ta gọi là chuối tiêu, người Nam gọi là chuối lùng, thì mình trồng khoảng 10 bụi mười mấy bụi, nếu ai nuôi nhiều thì vài chục bụi, khoảng một đám thôi chứ không nhiều đâu, rồi lai rai mình hút bioga hoặc là mình xả phân heo lên thì nó tốt, trái rất là to rất là bự, rồi bắt đầu chuối đó nó già rồi mình chặt vô mình để cho nó chín, rồi bắt đầu mình xay ví dụ một xô 80 lít men đi, mình có thể xay 20 kg hoặc 30 kg hoặc 40 kg tùy theo, ví dụ trung bình là cỡ 30 kg, 80 lít men mình xay khoảng 30 kg chuối đó, mình xay nhuyễn mình bỏ vô mình ủ chung với men tỏi luôn thì nó rất là tốt cho con heo, rất con heo rất là bóng rất là đẹp mướt, mà cái chuối đó sẽ kích thích con heo nó mập nó mướt nó bóng hơn và nó cũng có tốc độ lớn hơn nữa, tăng đô tăng cơ của con heo nữa đó, mà lại tăng độ nặng của cám. Mà trong chuối á, thì nó có rất là nhiều chất và tinh bột, chất bột đường nó cũng giống như là một cái nguyên liệu để mình làm cám, cho nên là mình muốn độn thì mình độn chuối đó vào, thì khi mà mình làm men tỏi á, thay vì mình làm 10 một mẻ như mình đợt vừa rồi là mình làm 25 lít, thì nếu có chuối nhiều như vậy mình sẽ làm 35 40 lít, tại vì có chuối vô thì tính ra 25 lít nhưng mà mình phải múc ra giá mình mới phải múc khoảng 40 lít thì nó mới thành 25 lít men, tại vì chuối trong đó chuối nó nhuyễn trong đó nó sẽ độn lên nó thành nặng thành nhiều, thì khi đó mình làm cám thì sẽ tăng độ nặng lên rất nhiều thì giá thành nó sẽ hạ xuống còn 8.800 hoặc 8.700 một ký cám thôi, nhưng mà chất lượng cám không thay đổi đó. Thì mình lúc trước mình cũng có làm nhưng mà giờ mình hết chuối rồi, lúc trước là mình mà mua mình đi kiếm chuối cái mô đó, chuối người ta dạt bỏ miễn phí mình đem về mình làm, rồi bây giờ hết rồi mình mới trồng chuối thôi, chuối nó cũng mình cũng trồng vài chục bụi mà nó chưa có trái, thì đợt tới có trái mình cũng làm tiếp giống y vậy, lúc trước mình cũng làm một lần rồi, heo nó bóng mướt nó đẹp lắm nhưng mà nó tăng độ nặng của cám lên rất nhiều thì nó giảm giá thành của từng ký cám xuống, nhưng mà chất lượng cám để nuôi heo không thay đổi đó. Đó là cái chất độn mà tuyệt vời nhất, làm cho con heo phát triển y như vậy hoặc là đẹp hơn như vậy mà giá thành lại lại tụt xuống đó, cho nên là ở trong video mình không có nói hết nguyên nhân là trong cám nó có độ ẩm nữa, bà con chỉ có cộng những cái nguyên liệu đó lại thôi thì giá thành nó sẽ lên ví dụ 9.500 hoặc là lên 10.000, còn nếu mà trong cám mà nó có độ ẩm nữa thì bắt đầu nó sẽ tụt xuống, trong cám viên của công ty cũng vậy, cám nào nó cũng phải có độ ẩm hết á, phun ẩm vào thì nó để nó mới công nghệ ép viên nó mới bóng nó mới đẹp được, chứ nếu mà ép khô thì nó không đẹp đâu, thì phải có độ ẩm trong đó hết,
với lại có đồ ẩm ẩm á, thì người ta mới có thêm tăng thêm lợi nhuận để người ta chi phí chi trả cái này cái kia đủ thứ. Nhưng mà công ty á là người ta có một cái công nghệ hồ hóa viên cám lại để cho viên cám nó bóng hơn, nó đẹp hơn, nó mướt hơn, mà lại nó giữ được độ ẩm bên trong mà viên cám không không mốc trong vòng 2 đến 3 tháng. Đó là gọi là công nghệ hồ hóa. Thì cái độ ẩm đó nó sẽ nặng thêm lên, thì nặng thêm lên thì người nông dân mình mua thì người nông dân mình chịu trong cái độ nặng đó luôn. Thì cũng giống như bây giờ mình làm vậy, mình làm như vậy thì nó tăng độ nặng lên, tăng độ nặng lên thì mình cũng tính con heo nó ăn bao nhiêu ký, mình cũng tính ra nguyên liệu hết, chứ mình đâu có bốc riêng cái độ nặng đó mình tính riêng đâu. Cái đó gọi là độ ẩm nó còn trong cám đó. Cho nên là đó là cái thắc mắc của bà con và các bạn hồi đó giờ thắc mắc tại sao mình nói vậy mà cộng ra là giá thành nó lại khác, là mình không có nói ngay chỗ này đó. Thì hôm nay sẵn cái video này mình giải thích hết, mình thấy nhiều người thắc mắc quá cho nên mình giải thích luôn là về cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ đó nữa nha. Còn cái bầy heo này á, thì nó còn khoảng chừng 4 ngày nữa thì mình xuất cho nó đủ ngày luôn, rồi mình cân, rồi tới lúc đó mình sẽ quay chi tiết lại cho quý bà con và các bạn theo dõi thử heo này có đạt trọng lượng như vậy không nha. Còn mình trả lời thắc mắc của quý bà con luôn về vấn đề ép viên, thì thắc mắc chung của tất cả quý bà con và các bạn ai cũng thắc mắc, ép lên vậy thì nó sinh nhiệt thì nó sẽ chết hết con men đó. Thì mình cũng giải thích luôn là không phải là con men nha, cái này là cái phôi men. Phôi men, men phương Nam này nó chịu nhiệt, nó chịu nhiệt gần bằng men rượu. Men rượu á thì đó bà con biết đó, mình trộn với lại cơm nguội rồi mình bỏ vô nồi mình nấu, mình hấp, mình nấu sôi ở nhiệt độ suốt trong vòng nhiều tiếng đồng hồ để nó bốc hơi lên, mình lấy cái men ra để mình làm rượu. Nhưng quý bà con thử uống rượu thử coi, nó sẽ xỉn liền. Cho nên cái men, cái phôi men nó sẽ không chết nha. Ví dụ như phôi men rượu nó sẽ không chết, nó chịu nhiệt qua cho dù mình đun bao nhiêu giờ đi chăng nữa thì nó cũng không chết đó. Cho nên mình đã thí nghiệm rất là nhiều lần rồi, cái men phương Nam này nó cũng chịu nhiệt gần bằng như men rượu đó. Mình thí nghiệm, vì sao mình thí nghiệm được, mình biết cái men chưa chết, mình khi mình làm cám xong mình đem chất lượng cám này mình cho con vật nuôi ăn là mình biết con men nó còn còn chất lượng trong đây hay không, là mình biết liền. Nếu con men nó phôi men nó còn chất lượng thì con vật nuôi sẽ bóng mướt hồng hào, rồi thèm ăn, rồi ngủ nhiều, rồi phân nó đi sẽ rất ít mùi, khoảng 10% mùi so với cám công nghiệp, tức là cái men nó còn hoạt động nguyên, không bị hao mòn, không bị mất mát, không bị chết gì hết. Chứ không phải là nếu mà con men nó chết thì cám sẽ giảm chất lượng liền, thì con vật nuôi sẽ chậm lớn liền, phân sẽ thối liền, và con vật nuôi sẽ không mướt, không hồng hào và sức đề kháng kém liền, thì mình sẽ biết liền nha. Cho nên đó là mình trả lời thắc mắc của tất cả quý bà con về cái chất lượng của men. Còn về có một số quý bà con mà thắc mắc và các bạn thắc mắc về nếu mà đem cám làm xong mà đem phơi nữa thì sẽ bị thế này thế kia thế nọ, thì mình cũng giải thích luôn là cám mình làm xong mình không có phơi nắng to nha, mình phơi nắng nhẹ buổi chiều mát thôi, để cho giống như là gọi là công nghệ làm nguội cám thôi, giống như công ty vậy đó, nó qua công nghệ làm nguội, thổi nguội cám đó. Công nghệ làm nguội một á, là mình phơi buổi chiều mát rồi mình bật cái quạt công nghiệp ra để cho nó có gió, là để cho nó khô cám, nó làm nguội cám rồi mình bỏ vô xô mình cho ăn dần. Còn hai, nếu trời mà nắng quá mình phơi không được, hoặc là trời mưa mình phơi không được, thì mình sẽ trải trong cái máy vòm của mình lấy bột cào mình cào ra hơi mỏng mỏng thôi chứ không cần mỏng lắm đó, thì mình lấy bật quạt công nghiệp lên mình quạt để cho nó nguội, gọi là công nghệ làm nguội cám, là bắt đầu viên cám nó cứng lại rồi bắt đầu mình bỏ vô xô hoặc vô bao mình cho ăn dần đó. Thì chỉ cần làm nguội thôi là tự động viên cám nó cứng lại, nó thơm, mình không cần phơi. Cho nên là tất cả chất dinh dưỡng trong cám nó vẫn còn nguyên nha. Còn khi mà đưa qua ép viên nó sinh nhiệt này, nó sinh nhiệt này không phải là nhiệt mặt trời. Nếu nhiệt từ mặt trời thì nó sẽ làm giảm chất lượng của vitamin. Còn nếu mà nhiệt, cái này gọi là nhiệt hấp hơi nóng lên thôi, hấp hơi lên thôi. Cho nên vitamin, khoáng chất, đồ, tất cả những cái chất trong tinomic, trong cái bao pyrimid nó vẫn còn nguyên. Tại mình đã từng thí nghiệm trên con heo. Nếu tất cả những cái loại đó, những cái loại trong bao pyrimid mà nó giảm chất lượng hoặc là nó kém chất lượng hoặc nó mất chất lượng đi, thì mình theo dõi con heo mình sẽ biết liền. Nó không bao giờ nó bóng, nó mướt, nó hồng hào mà da nó đẹp như vậy, mà lông nó đẹp như vậy,
và con heo nó không bao giờ nó mỏng manh, nó múp, nó đẹp như vậy hết đó. Cho nên mình nuôi, mình làm, rồi mình theo dõi, rồi mình thí nghiệm, chứ không phải là mình cứ nhắm mắt mà mình làm giống y vậy thì kết quả nó sẽ không bao giờ như mong muốn và không bao giờ đạt thành công được như vậy. Thì video này mình cũng giải thích thắc mắc hết tất cả cho quý bà con, chứ cái này mình thấy cũng nhiều người thắc mắc trên YouTube lắm, thì hôm nay mình cũng giải thích luôn để cho quý bà con cùng hiểu, cùng nắm, để mình khỏi lo lắng về vấn đề này. Rồi thôi, video đã dài, mình xin ngừng tại đây. Xin chúc quý bà con và các bạn ai cũng có heo bán trong thời điểm cao giá như bây giờ, để có kinh tế ổn định. Rồi, xin chào quý bà con và hẹn gặp lại.